Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Cha, mẹ, người giám hộ, người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ chính xác tờ khai điện tử liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, theo mẫu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông.